Xin chào quý khách hàng. Trước mắt quý khách đây đó chính là hộp tì tay ở vị trí trung tâm chiếc xe Peugeot 308 và Peugeot 508. Hàng được thiết kế theo xe nguyên bản. Sau một quá trình sử dụng thì ví dụ nhà có trẻ em thì rất hay ngồi lên những cái vị trí tì tay này, dẫn đến tình trạng sụt và hỏng. Trong hãng thì hiện tại sản phẩm này đang bán với giá là hơn 7 triệu. Thì chúng em hiện tại đang hỗ trợ đặt hàng với mức giá ưu đãi tối đa. Hàng được thiết kế theo xe. Đấy. Chốt ở đây. Đấy. Đây là mặt sau của sản phẩm. Đấy. Như sẵn những vị trí chốt rồi và chỉ việc tháo cái cũ ra và lắp cái mới vào.